Cảm ơn quý anh chị em đã quay trở lại với Sưởng Gỗ Một Gia Đình nha. Nay mình giới thiệu cho mọi người mẫu bàn ăn gỗ gõ đỏ. Và kiểu này thì kiểu là hình tròn nha mọi người. Thì về thiết kế thì bộ này 100% là gỗ gõ đỏ nha. Và mình sẽ đi trước đầu tiên là cái phần mặt bàn cho mọi người xem trước nha. Về kích thước thì chiều ngang của nó sẽ là 1m27. Và cái viền ngoài đây thì nó sẽ dày 3 phân nha. Đây đo cho mọi người xem. Viền này thì nó sẽ dày 3 phân và khi mình chè mài đi thì nó sẽ còn khoảng 2 phân 7, 2 phân 8. Và viền ở trong đây á, thì nó sẽ dày là dày 1 phân 1 nha mọi người. Viền trong đây dày 1 phân 1. Và mọi người có thể thấy là hàng này thì là vân lượn thì mọi người có thể thấy là cái mặt ở trong lên rất là đẹp phải không ạ? Thiết kế mọi người để ý là thường ấy thì ở ngoài là cái viền ngoài mép này thì người ta chỉ làm theo kiểu nếu mà tay nghề thợ thấp á thì người ta sẽ làm hai cái đường ránh nó rất là bé hoặc là nó kín hết nhưng mà nó vẫn thở những cái đường bé. Còn cái này thì mọi người có thể thấy là các cái đường vét xung quanh đều tròn hết xung quanh như vậy luôn nha mọi người. Đó, một đường vét xung quanh đường tròn hết như vậy. Thì khi mà mình làm cái đường vét này á thì mình vệ sinh nó rất là dễ nha mọi người. Xin nhắc lại mọi người, vệ sinh rất là dễ tại vì nếu mà làm cái kiểu kia khe bé tí khoảng chừng 1-2 ly thì nó rất là khó để mình lau chùi đúng không ạ? Còn những cái kiểu này thì mọi người có thể lau chùi nó rất là thoải mái và rất là dễ. Đó. Và điểm tiếp theo thì mọi người có thể thấy là thiết kế ngoài cái phần ở trên ra thì ở dưới thì đều là chạy chỉ này và chạy chỉ tầng luôn nè mọi người thấy không? Bình thường hàng ở ngoài thị trường ấy thì đồng ý là người ta sẽ chạy chiếc chỉ này nhưng mà người ta sẽ không chạy chỉ tầng như vậy đâu nha mọi người. Tức là chỉ chạy chỉ này thôi hoặc là chạy chỉ dưới còn bỏ cái chỉ tầng như này luôn. Đó. Nếu mà làm đẹp thì mọi người có thể thấy là mình sẽ chạy chỉ tầng luôn. Và cái này thì mình sẽ ghép lại nha mọi người, tại vì cái cây hình tròn thì mình không thể nào mà mình cắt. Nếu mọi người xài cây bản nguyên khối thì không có làm gì, còn hàng này thì mọi người sẽ phải ghép từng đoạn lại với nhau. Và để ý nha mọi người, những cái ghép này thì khi mà mình ghép là mình chẹn nó đều với nhau hết nha mọi người. Tức là hai cái đường ghép mọi người thấy không, tức là những cái đoạn nối với nhau thì nó rất là đều, chứ không phải là bên này một nửa ghép đầu, hoặc bên này một nửa thêm một nửa cái đầu lên nữa. Nhiều chỗ mình thấy là mình làm cái đường ghép này nó rất là kỳ nha mọi người. Và nếu mà ghép đẹp thì nó đều hết với nhau luôn nha mọi người. Và phần phía dưới, ở phía dưới chân trụ, để cho mọi người xem phía dưới này. Phần phía dưới chân trụ này thì mọi người có thể thấy là cái trụ này thiết kế theo kiểu hồ lô. Đó, cũng là ba râu luôn nha mọi người. Trên là cho thiết kế 4 cây 4 góc. Đó. Và cái trụ này thì đường kính của nó sẽ là 23 mọi người thấy không? Rất là bự nha mọi người. Râu là râu 8 phân, thiết kế chạm kiểu là hoa lá tây. Làm cái đường nét rất là cong nha mọi người. Rất là chắc. Và bên cạnh đó thì cái bàn này thì sẽ sở hữu là sở hữu 8 ghế nha mọi người. Sở hữu 8 ghế gỗ gõ đỏ. Kiểu này thì mình sẽ có rất là nhiều tỏ. Ví dụ như đây là một trong những cái kiểu mẫu là tỏ hoa hồng của bên nhà mình. Và những cái ghế này thì mọi người để ý à, những cái độ dày của nó rất là ấn tượng nha mọi người. Ví dụ như cái tỏ trên này, dày 4 phân này. Bình thường ở ngoài thị trường thì chắc chỉ dày có 3 phân hoặc 2 phân rưỡi thôi. Đó. Và cái này thì mình sẽ làm mộng ngập luôn nha mọi người. Tức là những cái mặt này mọi người. Đó. Nếu mà thường thì những cái ghế bình thường thì mặt nó chỉ lên tới đây thôi. Đó, đây cho mọi người xem cái ghế chèm này. Hàng bình thường ở ngoài thị trường thì mọi người có thể thấy là cái kiểu đa phần là người ta sẽ thiết kế theo kiểu này. Đó, nó sẽ có hở như vậy luôn. Đó. Còn thiết kế theo kiểu mộng mặt như vậy á thì nó sẽ làm dằng cái mặt lại nha mọi người. Nó dằng cái mặt lại, làm cho cái mặt nó rất là chắc nha mọi người. Và mặt này thì nó sẽ khá là dày nha mọi người. Mặt này là dày 1 phân 8 nha mọi người thấy không? Tức là khi cắt mặt này nó cũng là mặt 2 phân. Chè đi thì sẽ còn là 1 phân 8. Và làm thì kỹ thuật thì rất là cao nha. Mọi người sờ những cái khoét này nè. Sờ nó rất là mịn tay. Đó. Và ở phía dưới thì hàng làm đúng chuẩn cao cấp nên mọi người có thể thấy là làm mộng mèo rất là đầy đủ nha. Mộng hông này, mộng trên này. Và phía dưới này, cho mọi người xem phía dưới luôn. Đó, làm hoàn toàn bằng mộng hết nha mọi người. Và làm phải là mộng sâu nha mọi người. Chứ bình thường mình thấy là nhiều kiểu mẫu á, là mình làm những cái hàng thường người ta sẽ bắn thêm những cái ke ở góc này nè, để chi vậy? Tại vì những cái hàng đó là mình làm kỹ thuật ẩu á, do vậy mình phải bắn ke để nó dằng góc. Còn cái hàng này thì mọi người có thể thấy làm đúng chuẩn và đúng kỹ thuật nên nó không cần phải làm những cái chuyện như vậy. Đó. Xài một bộ ghế mà mọi người xài đúng kỹ thuật á thì xài 5-60 năm là bình thường. Còn nếu mà xài một bộ ghế mà mình làm sai kỹ thuật á thì xài chắc tầm được 2-3 năm là nó ẻo 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 cái ghế. Tại vì các cái mối ấy, nó làm
nông. Do vậy cây nó sẽ khô và nó sẽ dẫn đến hiện tượng là nó hay bị ẻo ghế là như vậy. Và đây cho mọi người xem này, hàng làm rất là đẹp nha, toàn bộ làm rất là đẹp, cho mọi người xem toàn bộ cái ghế luôn. Đúng chất cây của nó là cây gỗ gõ đỏ 100% nha mọi người. Đúng chất cây là cây gỗ gõ đỏ 100%. Và một điểm nữa thì mọi người có thể thấy thêm là cái nước sơn xịt này, những cánh hoa hồng mọi người thấy không, lên rất là sắc nét và rất là đẹp nha mọi người. Những bông hoa hồng này lên rất là sắc nét này, kẹo từng chi tiết một này, lên rất là đẹp. Và cái nước sơn thì rất là bền nha mọi người, xài cái nước sơn như vậy thì mọi người xài 5-6 năm mọi người có phải sơn lại một lần, tại vì do mình sơn nước sơn xịn đó. Và mọi người có thể ý thấy là có một số cái tượng mọi người có thể thấy là màu nó khác phải không ạ? Ví dụ như cái tượng này chẳng hạn, màu nó khác. Tại vì sao vậy? Tại vì bên mình không sử dụng axit để tẩy. Xin nhắc lại với mọi người là không sử dụng axit để tẩy. Thì nếu mọi người thấy là ở ngoài thị trường ấy, thì mình rất thích cái tiêu chí là cây nó đều hết với nhau đúng không ạ? Thì người ta sẽ dùng axit, người ta tẩy trắng hết toàn bộ cái sản phẩm này. Nhưng mọi người xài cái đó, thứ nhất là nó hại cây, tuổi thọ của cây giảm 30%. Điểm thứ hai ấy, là sau 2 năm, nha mọi người, là cái màu cây nó trỗi dậy. Và cái phần cây này này nó sẽ đen xì lại. Một ấy, là người ta sẽ lúc đó người ta mình sẽ thấy được là người ta sẽ làm đúng chất cây hay không. Hai ấy, là các cái phần cây ấy, ở nhiều cái điểm ấy, nó bắt đầu loang ra đó. Vậy là bộ ghế mọi người chỉ chơi được 2 năm thôi, năm thứ 3, năm thứ 4 ấy, là bắt đầu cái dấu hiệu đó nó xuất lên, hiện lên nhìn rất là ghê nha mọi người đó. Do vậy để mà mình xài một cái sản phẩm bền ấy, thì bên mình luôn là sẽ không sử dụng acid để tẩy, để tẩy trắng, mà hoàn toàn mình sơn màu tự nhiên của gỗ. Xin nhắc lại mọi người, màu này là màu tự nhiên của gỗ. Mình cắt cây ra, cây nó sẽ có chỗ này chỗ nọ, chứ không phải là hoàn toàn lúc nào là cây nó cũng trắng phau hết. Trắng phau hết là chỉ có xài thuốc tẩy thôi nha mọi người. Rồi mình cần tư vấn gì thêm về cái mẫu này thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới, hoặc là gọi trực tiếp cho bên xưởng gỗ một gia đình nha. Những cái sản phẩm này bên mình gieo tới mà không giống như mô tả, mọi người trả hàng hoàn toàn miễn phí. Xin nhắc lại mọi người là gieo tới, mọi người kiểm tra sản phẩm không giống mô tả, trả hàng hoàn toàn miễn phí. Và các cái chính sách như là bảo hành những cái sản phẩm này là bao xé mặt luôn nha mọi người. Bao xé mặt bảo hành trong vòng 5 năm, mặt bàn, mặt ghế, rụng tay, chân ghế trong vòng 5 năm nha mọi người. Và những cái sản phẩm này bên mình vận chuyển từ Huế đến Cà Mau, miễn phí vận chuyển trong vòng 40 km. Rồi, nếu thấy clip của mình chi tiết thì mọi người có thể ấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cho mọi người đã theo dõi.